Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin chào cô chú, anh chị, các bạn. Các bạn, cô chú, anh chị ơi, hôm nay là 26 Tết rồi. Điểm bán mai của anh Dũng, các bạn, trên đường Ngô Gia Tự, khu vực của chợ Mai Ninh Kiều, ha, kế bên kho bạc nhà nước. Và đối diện là Khám Lớn Cần Thơ đó các bạn. Thì anh Dũng hôm nay giao lưu với cô chú, anh chị, các bạn 10 gốc phôi mai. Thì bây giờ mình xin giới thiệu với cô chú, các anh chị và các bạn nha. Dạ, em chào anh Dũng ạ. Chào mấy anh em nha. Dạ, hôm nay anh Dũng giới thiệu với các bạn bao nhiêu phôi mai anh Dũng? Dạ, hôm nay giới thiệu với mấy anh em 10 phôi mai. Dạ. 7 phôi, 7 phôi mai với lại 3 phôi mai đại lộc có tàn nha mấy anh em. Dạ. Dạ. Bây giờ đây là mã số mấy vậy anh Dũng? À, đây là mã số 1 luôn nha mấy anh em ơi. Dạ. Dạ, cây này là một cây cắt lùng lực hình thú ha. Đó, nó nhìn như gương cốc vậy đó. À, để em quay chậm cho mấy anh em xem nha. Lộng cây ngoái đầu lại rất đẹp nha mấy anh em. Ha, nguyên một cục luôn, cá là lùng lực, nhìn ngoài nghiêm tóc. Dạ rồi anh Dũng, cho em hoành thân anh Dũng. Rồi để em đo cái hoành thân. Hoành thân của cây này là 30 nha mấy anh em. Dạ. Dạ rồi, dạ. Hoành thân 30. 30. À, cái hoành đế đây là hoành đế. Hoành đế của nó là 88. Để cho em thấy nha. Rồi. Rồi hoành đế 88 các bạn, mã số. Cái này cũng lùng ha. Chiều cao của nó là 28. Dạ, chiều cao 28. À, cái này em giao lưu với anh em là giá 2,3 triệu với anh em. Dạ. Mã số 01 2,3 nha, dạ, các bạn. Mã số 01 với 2,3 cho nó bình. Rồi tiếp theo là mã số 02 nha các, dạ, bạn. Mã số 02. Đây là cây này là mã số 02. Dạ. Cây này cũng lùng lực gọn bonsai nha mấy anh em. Gọn cây ha. Lùng lực đẹp lắm. Rồi cây này để em đo cho anh em xem cái thông số. Hoành thân của nó ngay vị trí này là 25 nha mấy anh em. Dạ, hoành thân 25 nha các, dạ, bạn. Dạ 25. Rồi đem đâu hoành đế. Hoành đế của nó được 57. Dạ, hoành đế 57. Chiều cao của nó là 25. Chiều cao 25 nha các, dạ, bạn. Mã số 02 giao lưu nhiêu anh Dũng? Ở cái này có giá 1,2 triệu nha mấy anh em. Dạ. Anh em vô có chậu gọn chơi. Rồi. À, các bạn ơi, mã số 02 1,2 triệu. Tiếp một phần đấy. Dạ, chơi một vòng cái đó nên dạ. Dạ rồi, phôi thứ 3 nha các bạn, mã số 03. À, đây là cây có mã số 03 nha các bạn. 03 dán chụp nha mấy anh em. À, thích hợp cho anh em về là mình chơi nhét ha, hoặc là lấy mình chơi tàn với cái này mau chơi, nó có cúc cành sẵn luôn. Dạ. À. Rồi. Cái này hoành thân của nó là được 28 nha mấy anh em ơi. Ngay vị trí này 28. Yeah. Wow. Chiều cao của nó là 70. Cho em coi lại cái. Rồi, chiều cao của nó là 70. Chiều cao 70 nha các bạn. Dạ. Yeah. Cái này mã số 03. Em giao lưu với anh em giá 1 triệu nha mấy anh em. Dạ 1 triệu. Giá 1 triệu. Mã số 03 giá 1 triệu. Rồi, em lên phôi thứ tư nha mấy anh em. Dạ rồi. Phôi mã số 04 nha các bạn. Phôi này thì có clip trước có anh em muốn lấy mà có chốt rồi mà giờ em điện thoại lại không liên lạc được nè. Nên em ba bán lại luôn nha mấy anh em. Cái này hình thú ha. Anh em về vô chậu chuyên nghiệp chơi rất đẹp. Nó có cúc cành sẵn luôn. Em đo ngay vị trí này nha. Vị trí này là hoành thân là 35. Hoành thân 35. Chiều dài con thú thì được 35. Còn chiều cao của nó là 27. Rồi giá của nó 1,4 triệu nha mấy anh em. Rồi mã số 04 giá 1,4 triệu nha các bạn. Dạ, giá 1,4 triệu. Rồi xe chậm chút em nha anh Dũng.
cho em chụp lại cái anh Dũng. Mặt này mặt tiền phải không? Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi mã số 05 nha các bạn ơi. Rồi mã số 05 là một cây mai có cái củ nha mấy anh em. Cây này già cây lắm hả? Đây là củ nha mấy. Cút cành đều luôn nha mấy anh em. Em về lúc của anh này thì mình mau chơi lắm. Rồi để em đo cho anh em xem cái hoành thân ha. Hoành thân ngay vị trí này là 35 nha mấy anh em. Hoành thân 35. Rồi để em đo cái củ ha. Cái củ, chỗ cái củ này là được 52. Rồi để em đo chiều cao. Chiều cao của nó là 60. Dạ dạ. Chào em với anh. Chiều cao 60 nha các bạn. Dạ. Rồi, cây này em xin giao lưu với anh em giá 4,5 triệu nha mấy anh em. Dạ, mã số 05 4,5 triệu nha các bạn. Cho em quên số điện thoại anh Dũng ơi. À, số điện thoại của em là 0932 134 144 ha. Số cũng số Zalo luôn ha. Dạ. Anh em có gì các bạn Zalo để dễ giúp việc mua bán. Dạ. Rồi, để em lên cây số 5 nha mấy anh em ơi, cây số 6 chứ. Rồi, tiếp theo là cây số 6 nha các bạn. Đây mã số 06 các bạn. Cái này thì clip trước có quay đó. Có anh em có chốt nhưng mà giờ điện gọi lại cũng không có liên lạc được. Thôi vậy em ta bán lại luôn nha mấy anh em. Cái này là một phô mai tứ quý ha. Thích hợp cho anh em nào về mình lấy cái cây nguyên liệu để mình làm gốc nhét ha. Là rất là ok luôn. Cái tứ quý thì nó mạnh lắm. Dạ rồi, cho em hoành thân đi anh. Rồi. Hoành thân ngay vị trí này là 35 nha mấy anh em. Dạ, hoành thân 35. Rồi. Hoành đế cây thú quý này là 135. Dạ. Rồi. Chiều cao của nó là 50. Chiều cao 50, mã số 06 nha các bạn. 06, cây này em đang thanh lý với mấy anh em giá 4,5 triệu thôi. Dạ. Dạ. Rồi mã số 06, 4,5 triệu nha các bạn. Cho xem lại cái. Tại vì bữa hôm chốt rồi có nhiều khách muốn mua, em không bán được á. Nên khách người ta giờ liên lạc không được, thôi để em bán xả luôn. Dạ. Bán xả cho anh em là được kiếm. Dạ. Cho số điện thoại lại cái nữa đi anh Dũng. Dạ, số điện thoại em là 0932 134 144. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 07 nha các bạn. Mã số 07. Thiếu. Cái thân rất đẹp nha mấy anh em, đó thân lắc. Đế thì tương đối đế cũng khá. Rồi để em đo cho anh em xem cái bình thân. Bình thân ngay vị trí này là 25 nha mấy anh em. Rồi, bình thân 25. Rồi. Bình đế là 95. Yeah. Rồi để em đo chiều cao. Chiều cao của cây này là 55. Rồi, chiều cao 55 nha các bạn. À, mã số 07. Mã số 7 này em giao lưu với anh em giá 2,5 triệu nha mấy anh em. Dạ. Yeah. Em cái này thì liên hệ em qua số điện thoại 0932 134 144. Rồi, cho cái xem là cái củ. Dạ rồi, tiếp theo anh. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một số em đại lộc nha mấy anh em. Rồi, tiếp theo là một số cây đại lộc nha các bạn. Cái đại lộc này mã số mấy anh? À, cái mà đại lộc này mã số 08 nha mấy anh. Mã số 08 nha các bạn. Cái này ghép đại lộc ha. Cái đế rất đẹp, đế nơm nha mấy anh em.
cây đã được một mùa gửi ghép rồi. Mai đại lộc nó đẹp lắm anh em. Dạ anh xây qua cho em xem bông nha. Dạ dạ rồi rồi rồi. Này là vừa đúng Tết luôn nha mấy anh em. Dạ. Rồi mã số 08 nha các bạn. Dạ. Mai đại lộc. Đế nơm. Để em đo hoành thân cho mấy anh em xem nha. Hoành thân của cây này ngay vị trí này là được 30 nha mấy anh em. Dạ hoành thân 30. Dạ hoành thân 30. Em đo hoành đế. Hoành đế của nó được 77. 77. Dạ. Rồi, để em đo cái hoành cũ trên đây luôn á. Hoành cũ trên đây là được 87 nha mấy anh em. Dạ, hoành 87. Mã số 08 chiều cao của nó là được 80. Dạ chiều cao 80. Dạ. Giao lưu giá sao anh? Cái mai đại lộc này giao lưu giá 6 triệu nha mấy anh em. Dạ. Giờ cho em coi bông cái nha. Dạ. Anh cứ quay đi, anh cứ quay đi ạ. Dạ. Anh dừng lại em anh Dũng. Dạ. Rồi mã số 08 nha các bạn, mai đại lộc. Dạ rồi anh. Tiếp theo mã số 09 nha các bạn. Rồi mã số 09 nha mấy anh em. Dạ mã số 09. Cây này là cây đại lộc ha, cũng là ghép đại lộc luôn mà đế nó hình thú nha mấy anh em, nó có hai cái giò trước luôn nè. Dạ rồi tiếp em. Dạ hai cái giò trước. Dạ. À, cây này em xin lỗi anh em ha. Dạ. À, cây này là cây hình thú ha. Đó, anh em thấy có hai cái giò trước nè, có nguyên cái đít nè. Đó coi cũng đẹp đó. Ghép đại lộc luôn nha mấy anh em. Rồi em cho anh em với thông số ha. Số của cây này ngay vị trí này làm hoành thân nó là được 19 nha mấy anh em. Dạ. Dạ. Chiều dài con thú là được 27. Chiều cao của cây này là được 48. Dạ. Cây mai đại lộc mã số 9 này. Em xin giao lưu với anh em là giá 2,5 triệu nha mấy anh em. Dạ. Mã số 9 2,5 triệu nha các bạn, cho dạ. Số điện thoại giao lưu luôn đi anh Dũng. Dạ, số điện thoại của em là 0932 134 144 ha. Anh em có tiền liên hệ em qua số điện thoại đó ha. Dạ. Rồi, một vòng nữa nha các bạn. Dạ rồi anh xây em đi. Dạ rồi rồi dừng giùm em đi anh. Dạ. Rồi mã số 09 2,5 triệu ý nhiêu anh? Dạ đúng rồi, mã số 09 với 2,5 triệu. Dạ. Rồi tiếp theo đi anh. Rồi, mã số 10 nha các bạn. Dạ. Mã số 10 rất là đẹp. Đây là mã số 10 rất là đẹp nha các bạn. Đi một vòng lại nha. Dạ. Rồi mã số 10 nha mấy anh em. Cái này là cũng một cái hình thú nhưng mà nhỏ hơn cây kia ha. Cái này mình để bạn chơi. Bông nó nở được một đợt, nó còn đợt sau nhiều lắm. Nó nụ còn nhiều. Đại lộc thì nó bông nó bờ lắm nha mấy anh em. Dạ anh giới thiệu cái đế em nè. Rồi hình thú để em đo cho em thêm bình thân nè. Bình thân cây này ngay vị trí này là được 16 nha mấy này, 17 tính 16 thôi. Dạ. Dạ 16. Cái này thì già cây ha, nó lên xù xì hết chưa nè. Già lắm. Cây này chiều cao của nó được 50 nha mấy anh em. Cây này thì em giao lưu với mấy anh em làm sao mình giá 2 triệu nha mấy anh em. Dạ rồi, cây này 2 triệu nha các bạn. Dạ, cây này cũng mã số 10 nha các bạn. Dạ, cây này cũng là cuối cùng clip này. Dạ. Clip này cũng là clip cuối cùng của năm luôn ha. Dạ. Em cũng cảm ơn em thời gian qua đã ủng hộ em, ủng hộ kênh ha. Anh em thấy clip này hay like và đăng ký kênh giúp em. Chúc anh em một năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha. Hẹn anh em qua năm sau anh em mình lại giao lưu mấy góc mai vàng nữa. Mẹ cảm ơn mấy anh em.
Rồi cho các bạn xem lại cây mai hình thú này đẹp nha các bạn. Giờ mình đi từ gốc lên cho các bạn xem nha. Sẵn đây kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng kính chúc cô chú các chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, luôn luôn làm ăn thành công và phát tài. Đây là điểm bán mai của anh Dũng nha các bạn. Đối diện với Khám Lớn Cần Thơ ngay cổng của Kho Bạc Nhà Nước. Hôm bữa clip trước có giao lưu, hôm nay là clip cuối cùng của năm. Xin cảm ơn cô chú, các chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.